xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Tú ở Quỳnh Nhiền Gạo, tỉnh Tiền Giang. Anh Tú có nhiều một số phô mai ha, bonsai nè, hình thú, rất nhiều dáng thế. À, giá thì rất mềm luôn, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tú ha. Rồi, chào anh. Rồi, em chào anh Tâm ha. Chào cô chú anh chị đam mê mai vàng cả nước nha. Nay em có một số phô mai lắc lượng ha, để nơm. Rất để giao lưu cùng cô chú anh chị nha, rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Chương trình bán em là bao sống bao ship cô chú anh chị toàn quốc nha. Rồi em vào mã số đầu tiên cô chú anh chị. À, bonsai ha. Dạ, em này mặt này nguyên thú luôn ha, chân trước chân sau đuôi luôn ha. Rồi cao 35 cô chú anh chị ơi. Quần thân em nó 16 ha. Đó, mặt này thì thiếu một chân. Mặt này thì quá nét ha. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 250.000 ha. 250. Rồi cây số 2 đèn nơm ha, lùng lực. Cao là 39. Hoành thân 14 hơn, 15 hơi yếu. Đây đây quý vị. Quá duyên luôn. Rồi mã số 2 giao lưu cô chú anh chị giá 300.000. Thôi 300 thôi. Rồi cây số 3. Đó, lắc lượng ha. Lắc lượng duyên dáng. Rồi, cao 30. Hoành 14. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 200.000. Rồi 200 thôi. Rồi cây số 4 này cũng như nguyên con thú ngồi luôn cô chú anh chị. Đó, nhưng trước sau ha. Rồi nhỏ xíu, cao 39 ha. Hoành 12 hơn. Đó, này nhìn kỹ kỹ luôn cũng giống thú. Nó nguyên mặt tiền luôn. Rồi mã số 4 giá 150.000 ha cả nhà. 150. Rồi cây số 5. Bắt lượng ha. Cao 60. Hoành 13 hơn ha. Cũ 20 ha. Đó. Để duyên dáng ha. Thân lắc có tay cạnh luôn. Rồi cây số 5 này thì em xin giao lưu cô chú anh chị giá 200 ha. Rồi 200 thôi. Cây số 6. Rồi số 6. Để nơm duyên ha. Cao là 60, 60 đi. Hoành 13. Cái này về nếu muốn chơi lùng lực thì cắt xuống đây chơi đẹp hơn ha cả nhà. Đó, cắt xuống đây nè. Làm bộ để nơm sổ ha. Thích chơi tông cao thì để tông cao. Rồi cây số 6 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 250.000 ha. 250 thôi. Rồi mã số 7 đế nơm. Cao là 44 ha. Hoành em nói là 10. Rồi mã số 7 cây này em giao lưu cô chú anh chị giá 200.000 ha. Rồi 200 thôi. Mã số 8. Cao 39. Hoành 12. Đó, để cùng nơm ha. Thân lắc đẹp. Rồi mã số 8 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 200 luôn. Rồi 200 luôn. Mã số 9 ha. Cao là 44. Mình đo đại trên đây đi cô chú anh chị. Dưới khó lòn dây quá vô quá. Trên đây 11 ha. Để quái. Rồi mã số 9 này cũng có giá 200 ha cả nhà. Rồi 200. Rồi cây số 10. Cao 39 ha. Hoành 12. Đó, để nơm quái gì cái này luôn. Rồi mã số 10 này giao lưu cô chú anh chị giá 200 luôn. Rồi 200 luôn. Rồi mã số 11. Cao 30. Hoành thân 15. Rồi thấy đẹp luôn ha. Rồi cây 11 này em giao lưu cô chú anh chị giá 200 ha. Rồi 200. Mã số 12. Cao là 48. Hoành thân 16 cô chú anh chị ơi. Đó, để cũng nguyên bệ ha. Rồi mã số 12 này cũng có giá 200 ha cả nhà. Rồi 200. Rồi mã số 13. Cao là 50. Hoành thân 13. Rồi, quái đế ha. Để quái luôn. Rồi mã số 13 này xin giao lưu cô chú anh chị giá 200 luôn. Rồi 200 luôn. Rồi mã số 14 ha. Rồi 14. Rồi tổng chiều bay của em nó là 33. Hoành 15. Đó, để về ha. Rồi mã số 14 này giá 200 luôn ha cả nhà. 200. Rồi mã số 15 em này để nằm duyên nè. Cây này cao là 39 ha.
vành 13 ha. Đó. Để quá diện quá đẹp luôn. Rồi, cây số 15 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 250.000. Rồi, 250. Số 16 cao là 59 ha. Vành 16 luôn. Rồi mã số 16 giá 250.000 luôn ha. 250 luôn. Rồi mã số 17 cao là 55. Quần 14 hơn, 15 yếu. Rồi mã số 17 này giá 250.000 luôn cả nhà. 250. Số 18 cao là 48. Quần 15. À, để nguyên bệ nằm ha, phơm tàn dù. Rồi mã số 18 này giá 250 luôn cô chú chị. 250 thôi. Rồi mã số 19. Đế cao là ha. Dạ cao là 66 đế quái luôn, vành 14. Tài gần đều luôn ha. Rồi 250.000 cho mã số 19 luôn cả nha. Rồi mã số 20. Cao là 44. Vành 16 ha. Đó, để tượng thú ha, xuyên sau chân trước ha. Đó, diền. Rồi mã số 20 300 hả cô chú anh chị? 300 thôi. Rồi mã số 21 cao là 34. Quần 15 hơn. Quay đấy luôn, cũ nở nè. Cũ nở tròn luôn. Rồi mã số 21 này giá 300 luôn cô chú anh chị. 300. 22, ok, trực tay cành quả điều. Cao là 47. Quần 13 hơn. Đó, cũng đế tay cành lùng lực ha, rất duyên luôn. Rồi mã số 22 giá 300 luôn nha. 300 luôn. Lắc lửa số 23 dạ. Cao là 60, còn 12. Rồi mã số 23 này em giao lưu cả nhà giá 300 luôn. Đây, 300 luôn. Rồi mã số 24 ha. Chiều bay em nói là 38. Quần là 13 hơn. Bảy đế nè. Quả duyên ha. Rồi mã số 24 này em giao lưu cô chú anh chị giá 250.000. Rồi 250. Mã số 25 ha. Cao là 49. Quần 12. Rồi mã số 25 này em giao lưu cô chú anh chị giá 250 luôn. Rồi, 250 luôn. Số 26 ha, cao là 44. Quần 15. Đó là nhân thú ha. Đó. Rồi mã số 26 này 300 hay cả nhà. Rồi, 300. Rồi mã số 27 cao là 39. Quần thân 13. À, để diền luôn. Mã số 27 này em giao lưu cô chú anh chị giá 250 ha. 250 thôi. Số 28 cao là 60. Quần 14 để nơm ha. Đừng lắc đẹp luôn. Rồi mã số 28 này em giao lưu cả nhà giá 250 luôn. Rồi, 250 luôn. Rồi, mã số 29 cao là 39 ha. Quần là 16. Rồi mã số 29 em giao lưu cô chú anh chị giá là 300.000. Đây, 300. Lắc lượng. Dạ, mã số 30 ha. Cao là 70. Cây này nhân thú vành 15 hơn, 16 hơi yếu ha. Hình thú ha. Dạ, đó. Tay cành lắc lượng đều luôn. À, mã số 30 này thì em giao lưu cô chú anh chị giá 300 ha. Đây, 300 thôi. Rồi, mã số 31. 31. À, cành bay cây bay ha, cao là chiều bay như ta 60 cô chú anh chị, quần 14 à, đế đây đều luôn ha, đâm chồi nảy lọc hết rồi à, này chơi cây bay ha, này dựng đỉnh là ha. Rồi 300.000 cho mã số 31 ha cả nhà. 300 thôi.
Rồi, mã số 32. 32. Cây trực ha, cao là 79. Quần 15. Đó. Để khối luôn ha. Rồi, mã số 32 này giao lưu cô chính trị giá 250 ha. 250. Rồi, mã số 33. Cao là 60. Quần 14 để đều luôn ha. Tay cành đều luôn. Rồi, mã số 33 này 250 luôn cô chú anh chị. Rồi, 250 thôi. Mã số 34. Cao 60. Quần 16 ha. Đó, mặt ngọng có đế ha. Rồi, mã số 34 này 250.000 luôn cả nha. 250. Rồi, mã số 35. 35. Cao 70. Lực cây. Quần 18 luôn. Đế lực ha. Tay cành đều luôn. Rồi, mã số 35 này 250 luôn cả nhà. 250 luôn. Rồi, mã số 36 ha. Cao là 60. Còn 17. À, để mặt này nhân thú ha, bên trước chân sau đuôi rồi nè. Thú một mặt. Rồi, mã số 36 này 250 luôn ha cả nhà. Rồi, 250. Rồi, mã số 37. 37. Cao 60. Quanh 16. Đó, thân lắc lượng ha. Rồi, mã số 37 này giao lưu cả nhà giá 250 luôn. Rồi, 250 luôn. Rồi, mã 38 ha. Này cao là 70. Quanh em nó 19 hơn, gần 20 luôn. Để lực sĩ luôn. Mã số 38 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 350.000. Rồi, 350. Rồi, 39 luôn. Đó, toàn dù luôn ha. Cao là 47 ha. Quần 20 ha. Đó, cũ nở lực ha. Rồi, mã số 39 em giao lưu cô chú anh chị giá 350 luôn. Rồi, 350 luôn. Rồi, mã số 40 ha. Cao là 58. Quần là 16. Xong rồi, nó 40 được rồi. Rồi, mã số 40 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 350.000 luôn ha. 350. Dạ. Rồi, mã số 40 là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Của clip rất mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tú. Bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.